Ôi, anh chú gửi tiền bà mẹ luôn. Bao nhiêu ạ? Hết hết luôn á. Cả thằng nhỏ cái nữa kìa, cả con thằng. Bao nhiêu cô? Là đi 50. 50 ngàn á. Và nhỏ nhặt đi cho nó ý nằm cái con này. Không cần cần. Nó muốn gần hết rồi. Nó uống hết rồi. Mà. Nó mút được rồi. Vậy là nó mút vào ấy chứ. Cái này chị mua. Cái này là chê rồi. Đâu tính tiền thằng Hoàng em có con bao nhiêu không phải bao nhiêu không đã nói không được rồi đã nói cho cháu này cho không cái gì cũng vậy đã nói cho cho là đó cho là còn để cho này bà cả tính tiền à cái gì nó ăn cái đấy vâng cái gì cũng vậy đấy cho cháu ai cho ai đâu kệ nó lâu lâu về Quay này.